Hi các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Harry Chan Family Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay ông xã mua bún bò Huế về ăn tối các bạn ơi. Thì chỉ có một mình ăn cho nên là ông xã mua một phần. Rồi hai cha con ăn spaghetti là mì Ý đó các bạn. Gì đây? À cái bill. À cái tô bún này 9 đồng 69 các bạn. Dịch đi còn nhét bia vô đây nữa chán ghê. Để mình bỏ ra tô mình ăn nha. Mời cả nhà cùng ăn với em nha. Đó bây giờ cái nước này em đã hâm rồi. Bây giờ em hâm bún. Bây giờ hâm rồi. Đấy. Các bạn thấy không? Ngon chưa? Đến đây đến đây đến đây cùng ăn, đến đây cùng ăn, đến đây cùng ăn thôi. Bây giờ tiếp tục chúng ta đổ cái nước bò này vô. Người ta bán, người ta có một cái hũ nước lèo nè và một cái tô đó các bạn, có thịt có giò có đó. À, trời, một tô bún hoàn chỉnh. Ok, mời quý vị nha, mời quý vị ăn bún bò Huế buổi tối nha. Thì cái quán này các bạn, người ta bỏ mắm ruốc riêng nè, đó, thấy không? Ta bỏ mắm ruốc với lại bỏ ớt riêng, mình ăn thì mình bỏ vô, nhưng mà mình thì ăn, bởi vì mắm ruốc nó rất là thơm. Qua một bên nữa đi, đó. Bây giờ nặng chanh vô, nặng chanh vô, nặng chanh vô. Ăn thôi ăn thôi. Hôm nay cả nhà thấy cái mặt em bị đỏ không? Em bị sốt các bạn ơi. Em bị sốt cả nhà ơi, em bị bệnh rồi. Buổi sáng hôm nay đi học á các bạn. Cái vô học được có tí xíu. Cái mệt quá, phiêu phiêu nó bị người bệnh mà, phiêu nó bệnh á. Cái bà cô giáo bà nhảy xuống, bà nói nhỏ. Bà nói là tôi thấy bạn phiêu kiểu như có cảm giác là bệnh á. Rồi bạn nên đi về nhà bây giờ. Thì mà tại vì tôi không có muốn là bạn lây bệnh cho tất cả mọi người ở đây và cả tôi nữa, tôi cũng rất là sợ bệnh. Đó. Cô giáo nói vậy các bạn. Thì mình hiểu người Mỹ ở đây các bạn, cho nên mình không có gì buồn hết trơn mà mình cũng không có tự ái gì hết á. Tại vì ở đây họ rất là sợ về bị lây bệnh. Và họ rất là rất là quan tâm đến sức khỏe của họ. Đó, mời cả nhà ăn nha. Ô chết rồi. Bỏ hết mắm vô nó mặn rồi các bạn ơi. Đó. Cũng không mặn nữa. Đó cho nên là cái mình đi về. Mình đi về cái bị sốt quá trời. Chồng mình hết hồn. Ba mẹ chồng hết hồn thấy mình đi về. Cái lo quá trời. Cái mẹ chồng mình nói đi khám bệnh. Nói thôi đâu có gì đâu, kiểu như cảm giác là bị cảm sốt chút xíu thôi. Thì lúc mà vô mùa là mình có đi chích chích ngừa rồi, mình đi có đi chích ngừa cảm á các bạn, cảm cúm á. Ăn rồi cả nhà đó đó. Hôm qua mình ăn phở. Hôm qua mình ăn cái quán phở kìa. Cũng ngon lắm. À có 7 đồng 99 nè. À. Tô nhỏ 7 đồng 99. Ở đây á, có quán nó có hai size. Có quán nó có một size thôi. Cái quán đó, mình vô mình thấy có size nhỏ thì mình ăn size nhỏ, còn quán nó có một size là bắt buộc mình phải mua một size mà nó ăn không hết. Ngon lắm.
báo cho cả nhà một tin vui. Hôm nay con mình vừa nhận một cái giấy khen của cô giáo dạy toán. Và nói là họ rất là tự hào khi mà con mình là một đứa học sinh ngoan, giỏi và chịu khó lắng nghe và học hỏi. Cô giáo rất là tự hào. Lâu lâu đó, các bạn như là nhập học bữa giờ là được 4-5 tháng rồi, là được chắc 4-5 cái giấy khen rồi các bạn. Lần đầu tiên nhận được cái giấy khen của cô hiệu trưởng. Cô khen là Sóc Nâu là một đứa học sinh của nước ngoài, người Việt Nam duy nhất học ở trong cái trường đó. Và Sóc Nâu rất là ngọt ngào và biết lắng nghe, biết học hỏi và rất là ngoan. Đó. Lần đầu tiên là được cô hiệu trưởng khen trước cột cờ các bạn, trước lễ chào cờ á. Các bạn biết không, cái mặt của mình nó đang bị sưng á, bị sốt, sốt cái tự nhiên cái sau cái mặt nó đỏ lên, nó sưng lên như các bạn. Như qua đây là mình bị đổi nội tiết tố luôn á, đổi thời tiết, đổi nội tiết tố trong cơ thể, và bây giờ cơ thể mình đang tập dần quen với cái thời tiết ở đây á. Bây giờ mà mình ra nắng tí xíu là mặt mình nó đỏ bừng lên. Sóc Nâu cũng vậy các bạn, con mình cũng vậy á. Nó ngồi trong xe mà không mở máy lạnh nha, chút xíu là hai cái má nó đỏ rưng luôn á. Bây giờ đổi. Mình có nói chuyện với mấy chị đó kìa. Mấy chị đó mới qua mà ở cái tiểu bang lạnh đó các bạn. Ở tiểu bang có nhiều tuyết á. Tuyết tới mùa này là tố tuyết nè, mùa đông rồi nè. Trời, nứt da nứt thịt luôn. Nứt da nứt thịt chảy máu luôn các bạn. Cho nên là ở Việt Nam mình không biết á, mình cứ kêu mua mấy cái lotion của Mỹ đồ về cho xài á. Xài cho trắng, Việt Nam mình thì khoái trắng. Nhưng mà thật sự lotion ở Mỹ á, nó chỉ làm mềm da thôi. Muốn trắng, muốn trắng thì xài của châu Á, của Nhật, của Hàn á. Ráng ăn hết tô này để cho nó ấm bụng, cho nó khỏe ha. Mặt mình nó sưng sưng không?
Mình người Việt Nam á, mình thích ăn món gì nước nước các bạn. Còn Mỹ họ ăn khô á, suốt ngày ăn bánh mì. Bánh mì với sandwich rồi, trời. Thì trưa nay mình bệnh muốn chết, mình sốt muốn chết. Mẹ chồng mình làm cho mình cái bánh sandwich á, trong đó bỏ thêm bỏ gì vô, trời ơi sao nhai nổi. Cổ họng thì đau mà ăn cái đó sao nổi. Mình nói mẹ chồng mình ăn không được. Các bạn thấy cái cục mọc của nó ngon chưa? Trời, ở ngoài chín, ở trong đỏ, ngọt ơi ngọt. Chán ăn cho hết, ăn hoài hết. Thôi mình ngưng tại đây các bạn ơi. Ok, rất vui khi mà chia sẻ đến cho cả nhà cái bữa ăn của gia đình em á. Thường thường là ít ăn chung với nhau lắm các bạn. Ít ăn chung lắm bởi vì mình ăn kiểu khác, ông xã ăn kiểu khác, con mình ăn với bà nội. Rồi ít ăn chung á, lâu lâu nấu được gì thì ăn chung. Còn người nói quay cái bếp cho các bạn xem mà cũng chưa nữa, bởi vì chưa nấu được cái gì hết trơn. Khi nào mà mình nấu được cái gì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn.